Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn món chè dừa dầm nhé. Đây là món chè dừa dầm mình vừa làm xong và hy vọng rằng cái chia sẻ này của mình có thể giúp ích được cho các bạn trong mùa hè này. Và món này cũng rất là ngon và đơn giản nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện nhé. Và để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị cho mình những cái nguyên liệu như thế này. Ở đây thì mình chuẩn bị thì cái nguyên liệu đơn giản nhất, cơ bản nhất. Và bạn nào muốn thêm thì các bạn có thể chuẩn bị thêm. À, đầu tiên đó là dừa, củi dừa non thì các bạn sau khi mà cạo lấy từ quả dừa ra thì các bạn sẽ ngâm ngay vào nước dừa nếu như có, hoặc là các bạn ngâm vào nước lọc, có thêm cho thêm một chút đá để dừa, củi dừa được trắng, thơm và giòn nhé các bạn. Sau đó thì các bạn có thể cắt hoặc là lạo theo thành miếng tùy theo sở thích của các bạn. Bởi vì thường khi mà theo mình ấy thì khi mà các bạn nạo cái cùi dừa ở trong cái quả dừa non ấy, khi mà các bạn bỏ ra ngoài nó sẽ bị thâm, vì vậy các bạn phải ngâm. Và tiếp đến đó là trân châu. Đây là trân châu, các bạn có thể tự làm hoặc là mua sẵn về luộc nhé. Tiếp đến là dừa nạo. Đây là nước cốt dừa. Nước cốt dừa các bạn có thể tự làm hoặc là mua. Tiếp đến là sữa tươi và sữa đặc, và đây là một chút đá. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện. Đầu tiên thì cái phần dừa này, sau khi các bạn đã ngâm vào nước dừa hoặc là nước thì nó sẽ trắng rồi, thì chúng ta sẽ để ráo. Và bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cốc để chúng ta sẽ đựng chè dừa dầm nhé. Đây, những cái miếng dừa sau khi các bạn lạo xong thì các bạn có thể cắt thành miếng như thế này, hoặc là các bạn có thể dùng nạo, các bạn nạo thành những miếng vừa ăn, khi chúng ta dầm thì nó cũng sẽ nát ra. Đây là củi dừa non các bạn nhé. Tiếp đến là trân châu. Trân châu là mình đã luộc rồi. Các bạn có thể tham khảo video về làm trân châu của mình để các bạn có thể tự làm tại nhà hoặc là chúng ta mua sẵn. Tiếp đến là sữa đặc. Sữa đặc này thì các bạn có thể cho luôn trực tiếp vào đây hoặc là các bạn cho vào khi mà các bạn làm nước cốt dừa nha. Tiếp đến là các bạn cho thêm cho mình khoảng 2 thìa sữa tươi. Và cuối cùng là các bạn sẽ cho ngập nước cốt dừa lên. Nước cốt dừa này các bạn có thể mua sẵn hoặc các bạn làm tham khảo vào cái video mình trước đây mình đã chia sẻ. Hoặc là cuối cái video này thì mình sẽ chia sẻ cách các bạn làm nước cốt dừa tại nhà. Và sau đó thì các bạn sẽ cho một chút dừa nạo lên trên. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho đá vào và trộn đều để thưởng thức thôi. Và món chè dừa dầm này thì là thường là xuất phát từ, theo mình biết là ở Hải Phòng. Và cái chè dừa dầm nguyên bản của nó thì chỉ có đơn giản cái nguyên liệu như thế này thôi. Có mùi vị giòn của củi dừa, thơm của nước cốt dừa. Tuy nhiên thì bây giờ thì với sự biến tấu của nhiều đầu bếp thì bây giờ cái món chè dừa dầm này nó được thể hiện theo nhiều cách khác nhau. Các bạn có thể cho thêm, có người thì cho thêm thạch, có người thì cho thêm lạc rang hoặc là dừa khô, rất là nhiều thứ mà các bạn thích ăn thứ gì chúng ta mix vào đây. Và ở đây thì mình chỉ chia sẻ với các bạn những cái nguyên liệu cơ bản nhất để các bạn có một món chè dừa dầm cho mùa hè này. Và mình hy vọng rằng cái chia sẻ này của mình có thể giúp ích được cho các bạn, và các bạn có thể tham khảo cách làm trân châu cũng như nước cốt dừa trong các cái video của mình. Và sau cái cuối cái video này thì mình sẽ để cái phần làm nước cốt dừa tại nhà để các bạn tham khảo nhé. Và chúc các bạn thành công và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nha. Và bây giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức món chè dừa dầm nha.
Chào các bạn, trong video ngày hôm nay thì mình xin chia sẻ với các bạn cách làm nước cốt dừa nhé. Như các bạn nhìn thấy ở đây, thành phẩm rất là sánh mịn, trắng và đặc biệt là rất là thơm. Với những nguyên liệu rất là đơn giản thì các bạn có thể làm nước cốt dừa tại nhà để sử dụng cho rất nhiều món như các món chè và các cái món bánh. Để thực hiện thì các bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau. Nguyên liệu đầu tiên mà các bạn cần phải chuẩn bị đó chính là dừa. Dừa ở đây thì các bạn sử dụng cho mình khoảng nửa quả. Các bạn có thể mua dừa cả quả như thế này hoặc là các bạn mua dừa họ nạo sẵn, nhưng đặc biệt là dừa phải tươi. Tiếp đến là muối hạt, bột năng, nước lọc. Và nếu như các bạn muốn hiệu quả hơn nữa thì các bạn có thể cho thêm một chút nước cốt dừa, bột cốt dừa mua sẵn ấy. Tuy nhiên thì mình chỉ giới thiệu với các bạn như vậy thôi, còn thực hiện hôm nay thì mình chỉ sử dụng dừa thôi và mình không sử dụng bột cốt dừa. Chỉ đối với những bạn nào mà có thể làm bán hoặc là các bạn muốn làm được nhiều hơn và tăng cái mùi vị thì các bạn có thể cho thêm bột cốt dừa ăn liền. Với dừa thì các bạn phải lạo và bỏ cái phần vỏ lâu và chúng để cho cốt dừa được trắng. Sau đó thì các bạn sẽ thái miếng, tùy vào cái độ khỏe của máy mà các bạn có thể mua dừa cả quả như thế này. Sau đó các bạn thái thành những miếng nhỏ để xay, hoặc các bạn có thể nếu máy yếu thì chúng ta sẽ mua cái dừa nạo sẵn. Nhưng đặc biệt là các bạn phải chọn dừa phải tươi, và có nghĩa là họ mới bổ. Và dừa này mình sử dụng dừa già. Mình sử dụng dừa già thì nước dừa, cốt dừa nó sẽ thơm hơn. Đây là phần dừa các bạn đã chuẩn bị xong. Tiếp đến thì với được quả dừa như vậy thì các bạn có thể, ở đây thì là mình dùng với nước ấm để xay nhé. Với khoảng nửa quả dừa thì các bạn dùng khoảng từ 400 đến 500 ml nước. Các bạn cho dừa và cho một chút nước ấm vào. Để cho trơn máy thì đầu tiên các bạn ấn nút ấn nhả để cho máy được trơn, sau đó thì chúng ta mới ấn xay. Bởi vì ở đây là dừa các bạn thái miếng. Đây là phần dừa sau khi các bạn đã xay xong. Thì chúng ta sẽ cho vào lọc. Nhưng lọc thì các bạn nên lọc qua cái khăn xô của trẻ em như thế này để nước cốt dừa được mịn và không bị cợn bởi những cái bã của dừa. Sau đó các bạn sẽ vắt lấy nước cốt. Các bạn có thể xay dừa lại 1-2 lần. Còn cái phần lượng nước này cũng không cố định, có nghĩa là nếu như bạn nào thường là với lượng nước khoảng nửa quả dừa như thế này, mình dùng khoảng 400 đến 500 ml nước, thì như vậy cái nước cốt dừa của mình vẫn thơm và ngon. Nếu như các bạn cho quá nhiều thì nó loãng và nước cốt dừa không được thơm. Như vậy thì nếu như muốn tạo độ thơm thì các bạn phải cho thêm một chút bột cốt dừa ăn liền. Với cách làm tương tự như vậy thì các bạn sẽ cho hết phần dừa còn lại vào máy xay. Với bạn nào mà máy yếu thì các bạn đây dùng sẵn cái dừa họ nạo sẵn như thế này, thì khi xay thì máy sẽ không bị hại. Và có nhiều người thì sử dụng, có nghĩa không cho thêm nước mà họ chỉ xay luôn do họ phát đến nước cốt. Như vậy thì nước cốt dừa rất là đặc. Và ở đây thì mình vẫn phải sử dụng thêm nước ấm.
Và phần cốt dừa các bạn tự làm hay là các mụ bạn đã mua sẵn thì khi mà đã khui ra thì nước cốt dừa này cũng không để được quá lâu. Vì vậy khi làm thì các bạn cũng làm vừa đủ hoặc là chỉ để được 1-2 hôm cho tủ lạnh thì nước cốt dừa sẽ bị chua và kém ngon đi. Với phần nước cốt dừa các bạn tự làm thì đảm bảo rất là an toàn. Đây các bạn nhìn thấy cái phần bã dừa rất là nhỏ không ạ? Và đây là phần nước cốt dừa sau khi các bạn đã thu được. Để tạo đủ sánh cho nước cốt dừa thì các bạn sẽ nhảy thêm bột năng. Thì các bạn cho mình khoảng nửa thìa bột năng. Sau đó các bạn sẽ cho nước, một chút nước vào để chúng ta hòa tan. Bởi vì khi nước cốt dừa đang đun sôi thì các bạn nếu như cho bột mà chưa hòa vào thì bột sẽ bị vó hòn và không đều. Sau đó thì các bạn sẽ cho nước cốt dừa vào bếp, vào nồi và chúng ta đun. Để cho nước cốt dừa được đậm thì các bạn có thể cho thêm một chút muối. Các bạn đun sôi và hạ nhỏ lửa, các bạn để thêm 1-2 phút để cho cái phần nước cốt dừa chín. Sau đó thì để tạo độ sánh cho nước cốt dừa thì các bạn sẽ cho thêm bột năng mà chúng ta đã chuẩn bị vào. Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ cho khi nước cốt dừa vẫn đang nóng như thế này thì các bạn chỉ cho một chút để tạo hơi sánh thôi, thì khi nguội thì đã là vừa. Còn nếu như mà các bạn đã cho đặc luôn như các bạn bằng nước cốt dừa các bạn mua sẵn thì khi nguội nó sẽ bị đặc quá. Và các bạn để thêm 1-2 phút nữa để cho phần bột được chín. Bây giờ thì nước cốt dừa đã rất là thơm. Và đây là phần bột nước cốt dừa mình đã làm xong. Và khi nguội thì các bạn có thể cho vào hộp và chúng ta để tủ lạnh. Các bạn lưu ý là cái phần nước cốt dừa này chúng ta không để được lâu, nên là các bạn làm vừa đủ dùng. Rất là trắng và sánh mịn đúng không ạ? Và hy vọng rằng cái chia sẻ của mình có thể giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Nhìn thành phẩm nước cốt dừa rất là ngon phải không? Với cách làm rất là đơn giản này thì các bạn có thể tiết kiệm được tiền. Và hơn nữa thì với các bạn lại rất là an tâm khi sử dụng nước, bởi vì không có chất bảo quản hay phụ gia nào khác. Và hãy ấn like, đăng ký và chia sẻ kênh giúp mình nhé. Và cũng rất mong nhận được sự chia sẻ cũng như góp ý của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.